Buna Sprayson, dụng cụ rửa mũi đầu tiên tại Việt Nam chuyên biệt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Được cấp bằng sáng chế tại châu Âu, sản phẩm được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy. Cấu tạo của bộ dụng cụ rửa mũi Sprayson bao gồm 1. Đầu xịt Sprayson, thiết bị y tế để phun xương. 2. Xi lanh 5ml có đầu khóa lùa Sharpjet. 3. Hộp đựng và nắp tai voi. 4. Kim cannula, dụng cụ y tế để lấy dung dịch. Thao tác đối với dụng cụ Sprayson cực kỳ đơn giản, bao gồm các bước. Bước 1. Lấy dung dịch muối hoặc dung dịch thuốc. Đối với nước muối của nhà Bona như Nebian hoặc Isonebian, ba mẹ có thể dễ dàng lấy trực tiếp. Còn đối với các dung dịch thuốc khác, ba mẹ có thể sử dụng kim cannula để lấy. Bước 2. Lắp tai voi với đầu xịt. Bước 3. Lắp xi lanh vào với tai voi và đầu xịt. Giờ hãy cùng thao tác rửa mũi cho trẻ với bác sĩ nhé.